Rồi giờ em leo lên cây này nha cô chú, dính giùm em cái nha. Rồi rồi rồi, lên đi thoải mái. Nói gì đâu. Thôi nhớ cây đi đốt nhẹ đi. Dạ dạ. Ủa có thấy cái máy em bấm chưa anh? Sáng rồi phải không? Thấy có sáng là được rồi đó. Chết rồi. Kiểu đó là chết luôn á. Xuống chưa? Anh em ở dưới nói ông nó xuống rồi cô chú. Để mồi cái bó khối trước. Để hồi mình tới trảnh gió cái mình làm không kịp đó cả nha. Sợ nhiều khi mình đang leo nó có gió. Dạ dạ. Để cho nó cháy cái em. Nay xuống điểm điệp dẫn toàn leo sâu khủng không nè. Ui. Anh điệp lên em á thì em đãi cho anh điệp những cái ô tô ông thấp xuống tới anh điệp điệp cho chơi câu ông vậy không anh điệp ơi. Tại cũng giỡn vui nha cả nhà. Chứ không có gì hết. Chay. Thôi em lao leo. Đang leo cái này thì em leo cái này luôn. Có ông kìa cô chú. Trời mặt quá đã cả nhà ơi. Cái này thì anh Điệp anh có leo rồi. Sao qua anh kia cho nó dễ ta. Đi qua anh cây kia đi cô chú ơi. Để em hoạch lại. Em qua cây này. Cây này cũng như cây thang dễ leo ha. Những tổ này cũng hên cô chú. Nó đóng trong thân mẹ không à. Chứ nó đóng không có xa không à. Đây cô chú ơi. Hoài phải quay chứ. Đây cái nha. Quá đã cả nhà ơi. Sao ông trời mưa cô chú? Nó sẽ không như cái ổ ong trời nắng nha. Lết ra hơn. Nó sẽ không có ra. Có ra nhưng mà ít ra lắm cả nhà. Tại vì cái tổ như cái tổ này là trời mưa. Nó sẽ ra nhưng mà ra ít lắm. Tại vì giống như mình làm biếng nha, không mưa gió. Ướt át ra chi. Đó. Khỏi vô, khỏi vô. Ây da.
cuối hàng. Nãy giờ cùng mặt này anh nói nãy dự đoán nhiêu ta? Nãy đoán nhiêu? Có trả giá không? Lít rưỡi chắc em mua không nổi. Dây trả nửa lít được không? Chủ nhà không bán ha. Wow, sâu quá cả nhà. Lần trước anh Điệp có gỡ sâu không ta? Gỡ sâu cái cô nó cháy cả nhà, cháy khói quá. Ô được bên đây rồi cả nhà ơi, bên đây im lắm. Mặt bên đây nó làm có lý lắm cả nhà. Để em treo cái bó khối qua đây cái cô chú ơi. Đừng có gớt cái bó khối của nhỏ nha. Ấy da, có trên tay lấy cái máy cam xuống thì trả giá cũng hết hai mũi của chú, mà thì nó chạy kèo vô nè cả nhà, quá đẹp. Mà ở đây này dù quá trời mạnh luôn cô chú. Đây cả nhà xem trống mạnh nhìn nó đẹp lắm cả nhà. Cô chú chị nào có muốn mua thì cứ liên hệ tới số điện thoại của Thịnh nha, 0938111724. Em cảm ơn cả nhà trước nha. Ui da, nó quýnh. Cả nhà nhìn xung quanh đây là toàn là vườn không nè, vườn cây ăn trái rồi. Hồi nãy thì em bắt cái cây bốn tổ đó cả nhà, bên đó đó, kế bên luôn á, cô chú anh chị nhìn không thấy không à? Cây này nè cô chú. Hồi cái cây đó em bắt bốn tổ đó cả nhà, em bắt cùng với anh Điệp á. Này em không có lấy cái phần hết chạy tàn nha cô chú, em sẽ chừa lại cho nó một ít. Chui vô tay áo ta, chui vô tay áo. Trời ơi anh Điệp ơi, không có gì rồi anh ơi, ông khu queo à, ngộ vậy ta. Có ông này sao nó khô vậy anh ơi? Ông gì không có mặt mà anh kêu em leo hoài vậy, đẹp cây nào cây nấy, nó nhỏ xíu luôn chứ phải như mà nó bự đâu. Nói tại nó giỡn cả nhà với anh Điệp chứ. Trời ơi, trời con bốn ba tiếng mấy. Trời ơi, trời ba mấy. Cây căng, thì cây căng đằng sau cái đít đổ lộn, đằng sau chảo. Cục này có khoảng là 3 kg mấy ủ. Đó vậy. Trời trời trời. 5 kg rưỡi. 5 kg rưỡi ta mà. Như, chưa được 5 kg rưỡi. Chưa được. 5 kg 4. 5 kg 4 như trừ bọc còn 5 kg 3. Bọc nữa là 5 cỡ khoảng luôn. 3 lít mấy? 5 kg 3. Nhiêu? 3 lít gần 3 lít rưỡi. Vậy hả? Thấy không đẹp. Vô. Em nói nhỏ cái này không chứ bà, hai mấy ba lít cho lên. Cục mà ông đã à. Ôi đã gì. Hả? Đã lắm rồi. Đã
Ủa em hút rồi hồi chứ rồi là được 7 ký mấy? 4.5 lít rồi. 7 lít rồi thôi chứ là hút 2 lần được nhiêu ta? 8 lít mặt tổ ông này là cả nhà trước á. Được cũng hút. Vậy đó. Ghê ha. Đây, một lần. Quá im. Thận leo mà cả nhà, thận leo thì phải ấu nào nó cũng phải như vậy hết á. Nó dở. Còn giữ tổ không? Còn chứ. Ủa sao mà buộc ngồi? Ờ đúng rồi, buộc. Ủa thì anh phải buộc trước cái mà. Được rồi, tại cái gì được rồi. Quen cái nữa. Cắt hết còn bạc luôn, có nam lại đưa cái hiện rớt luôn. Quá trời. Dạ. Không, ổ nó không rớt nổi đâu nè. Rồi, đừng lấy. Được rồi ha. Đây, thành quả của thận leo đây cả nhà. Sao khủng tiếp ơi, vẫn là cây sao khủng anh Điệp xuống anh Điệp anh Điệp đãi những cái món ăn gì kỳ cục không à? kỳ cục kẹo quá hả à? Đãi những món ăn rồi toàn là cây khủng không à. Ừ, rồi cả nhà ơi, giờ mấy anh em tiếp tục nghỉ mệt xíu rồi cũng lên đường, nếu mà còn thời gian thì anh em cũng bắt thêm, nếu mà không còn thời gian thì Thịnh chắc ngưng clip để một xíu, nếu mà hết bắt nữa thì em sẽ quay cái clip tạm biệt cô chú anh chị nha. Không có thời gian thì anh làm cái lão. Rồi cả nhà ơi, bây giờ anh em á, sắp xếp đồ lại đang chuẩn bị lên đường đi về tổ khác nha cả nhà. Có cây hả? Còn cây nãy rớt cái đất. Quá trời. Ở nãy còn cây nằm dưới lòng chưa? Không có, có chai dầu mà. Đủ rồi. Còn một con dao với một trong cái chỗ này. Đủ rồi. Rồi nốt ơi, bây giờ mấy em tạm biệt nốt nha, mấy em về nha, hẹn anh gặp lần sau nha nốt. Giờ mấy em chuẩn bị đi nha cô chú. Ui, bây giờ thì anh Điệp dẫn vô bắt cây tỏ này thì nó cũng thấp cả nha. Ờ còn như không gào á. Đang tâm sự với anh đúng rồi, ba lô. Anh lên cứu vườn cả nhà. Đúng rồi. Không gào đâu. Anh em thấy nhiệt tình không? Anh Điệp coi nè cả nhà, coi anh Điệp nè. Thế. Lấy cái lưng ra anh Điệp. Cái đó nó nhíu lưng. Nè. Có khói nè. Rồi Điệp mến gửi lời chào quý bà cô dì chú bác nha. Chào cả nhà nha, chúc cả nhà xem clip của anh Thuận Vlog luôn luôn có sức khỏe dồi dào nha. Hôm nay đến đây cho anh Thuận ảnh trải nghiệm làm cây gọi đuốc để cho ảnh bắt. Anh Điệp này cả nhà thấy không? Điệp này Thuận bắt á, có anh chị. Thôi nha. Chứ nữa. Thôi nha. Mấy lẹo đi. Mình coi mến chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh của Thuận Vlog. Thì hôm nay anh em qua bên đây thì cũng giao lưu với anh Điệp á. Thì sao anh? Đây ba ổ. Để cho anh Thuận bắt đó anh chị. Trong đó đó mà. Nói chung ổ nào dễ là để cho anh Thuận bắt hết trơn à. Coi cái nằm ở dưới cái đáy luôn ở trong cái hộc trong á. Ổ này hả? Nhà không biết cắt á. À. Sao bị đi. Đi rồi chừng mà mảng khác nó qua lại quay lại rồi lắm quá à. Có nhiều khi cái ổ khác á anh. Đang có chắc cái đàn khác. Cái đàn khác chứ cái tổ đó nó đi nó chưa về đâu. Mấy tháng nó lấy một đàn cái lá dừa cho nó qua đây cái nè. Gì đâu rồi, ai cầm con dao đâu? Nè, cho anh. Nhanh lẹ. Trời. Có không dây kìa, có không dây. Hả? Có không dây dừa kìa. Được. Đó, ông cắt không dây dừa rồi. Lấy cái lá dừa đi anh Điệp ơi. Lấy cái lá dừa đi. Cái lá cái cọng dừa đó. Có rồi, có rồi. Có rồi. Dây chuối rồi. Nhóc kìa, dây chuối nhóc. Có không? Này lẻ cẳng. Dạ rồi cô chú anh chị ơi, bây giờ em leo lên nha. Rồi anh Điệp đâu tản ra đẳng đi nha Điệp. Cái tổ này thì cũng có cái anh chủ ảnh cho phép rồi tụi em mới leo nha cả nhà. Cái độc tươi đi anh em ơi. Đây cả nhà, anh chủ thì ảnh buộc lại như vậy nè. Nhưng mà cái gì vô nhà dễ hả anh? Ở đây có con ong gì lạ đang thui á ta. Anh Điệp. Con ong gì lạ ta. Con ong đang thui luôn nè, đen mà đen như than vậy đó. Ừ. Rồi cả nhà ơi. Bây giờ thường lên nha. Ê, thủ tiêu đi vô ngoài nè, ông ở đây đi nha.
tổ ong thì trên đây nè cô chú. Trời ơi, quá khứ anh Điệp ơi. Ông xuống đó nghe. Ôi trời, quá trời trẻ tàn luôn. Con chạy tàn dữ lắm cả nhà. Để em quay cái các bạn mình cho cô chú nhìn xem nha. Đây. Đây cô chú. Quá đẹp cả nhà ơi. Đó. Đây thì cũng hơn xíu. Cái này là trong mát đó cô chú. Cái đầu thì nó cũng vẫn là gì anh? Có anh ơi, cũng chắc cũng được gần lít à, tại vì nó già nó chạy tàn, nó tại chạy tàn anh Điệp ơi, nó bơm mật vô tàn luôn. Nhưng mà ổ ong này cắt dưỡng được, được được. Đây cô chú mật đậu luôn. Bơm tàn rất mạnh luôn nha cô chú. Già quá sâu luôn rồi. Đó cô chú. Cái này là phấn đó cả nhà. Nó làm phấn cả nhà xem nè. Nguyên cái phần này không phải là cái con. Cái này không phải nhộng ong nha cả nhà. Mặt nó già rồi nó bơm rồi nó bít lại như luôn á. Tổ ong này thì sâu hơi nhiều. Để một xíu em cắt mặt xong cái em sửa lại. Sửa lại cho nó ở nha cả nhà. Cái dưới này nó vẫn còn rễ sung á. Cái dưới này sung. Sâu quá sâu luôn. Sửa sâu rồi cho nó. Chứ mình để sâu á thì những cái sâu nó ăn mặt hết. Nó ăn mặt hết. Nhưng mà còn phấn không? Để mình tiễn chung khúc nó đi. Nó sập. Ôi ôi. Đây cô chú. Phật nó bơm như đại gióng luôn á cả nhà. Ong này bơm mà tàn rất là mạnh luôn. Có ong này quá đã cả nhà. Một người mệt. Tại vì còn mà đã chắc chói nắng, cô chú anh chị chắc không thấy được quá. Cô chú anh chị cũng thông cảm cho em nha. Tại vì tôi sợ chói nắng cả nhà. Nè, cả nhà thấy mệt nó tươm không? Chỗ này nó có cây thì cô chú. Ờ à, đúng rồi. Cái mắt cây. Thì cái nó cứng quá. Giờ là tới cái phần hấp dẫn rồi cô chú. Thì em bỏ cái bọc chạy tàn này vào đây nha, cái bỏ vô trong cái sách trước. Cái đầu mặt này quá trời nó già nó cứng cô chú. Cái dao kim không vô luôn.
Đó, cô chú. Màu mạch. Màu mạch thì nó tầm nửa lít một tỷ nha cả nhà, nhưng mà con cái thì nó được cái nó bơm tàn. Bơm tàn mạnh ghê luôn. Để bây giờ mình sửa cái tổ ong lại nha cô chú. Đây. Đi cho nhà. Sửa cho cái tổ ong cho nó đẹp lại. Đó, sửa cái đẹp ghê luôn nè. Rồi cô chú ơi, để em tuột xuống á. Cái tổ ong thì em sửa được rồi. Sửa xong. Bây giờ em tuột xuống nha cô chú. Cái tổ ong này thì nó chạy tiền tàn nhiều lắm, nhưng mà em không có cắt hết, tại vì dưỡng lại để cho nó còn thở chảnh. Cái này cũng chỉ là một phần, cái tổ ong nó còn sung lắm cả nhà. Thấy chứ cái tổ ong nó già già chứ nó vẫn còn đẻ con lại mạnh lắm. Có cô chú sửa sâu rồi bắt sâu rồi cho nó đồ này kia đẹp rồi đó, chứ sao nó lên lấy mặt nhiều như thế này nha mày. Xiên xíu nha mấy đứa. Hả? Chắc được lít hơn á anh ơi, nhưng mà chạy tàn nhiều. Ờ. Chạy tàn nhiều. Ui da, miếng ốc. Quá trời miếng ốc. Đi anh đẹp, anh em mình đi. Leo xuống của chú. Nó lắc bậy á, nó đi còn. Ui, có gì mà não dữ lắm. Ừ, nặng mà. Đóng nó mặt không luôn á Điệp, nó nặng lắm. Quá trời luôn rồi. Trời ơi. Hả? Chắc lết mấy à? Đen quá. Ừ. Quá bu hả? Sao vậy? Ừ, quá trời luôn. Mày gọi cho nó đi cái lão muốn cho người. Ở dưới nhà này mình nhìn lên thấy cái đàn cũng già. Rồi cả nhà ơi, bây giờ mấy anh em tiếp tục lên đường bắt tàu khác nha cả nhà. Đẹp giờ thì quải đầu đi ông phải trước. Gặp tổ ông đã lắm. Đây cô chú. Để mồi cái khối trước cái đi rồi à. Em review cho cả nhà xem cái tổ ông nha. Đây cô chú, em quay cái tổ ong cho cả nhà mình xem nha. Quá trời cái tổ ong nó lớn cả nhà. Thì em cũng có bắt thịt treo rồi cả nhà. Để em đội cái nón lên đầu cái nha cả nhà. Đội cái máy cam lên đầu. Cái em leo lên.
này thịt mật quá các chú cô chú ơi. Tảo này thì em xả tàn, em thả dĩ em bỏ luôn nha cô chú. Tại vì cái cô này nè cả nhà, cô chú mình cắt đang bỏ tàn luôn. Bởi vì cô chú anh chị có xem thì cũng thông cảm cho em nha. Tại vì chủ kêu mà cả nhà, chủ nhà kêu thì em phải bắt, em phải lấy. Tảo này mật nó ít lắm cô chú. Tảo này quá ít mật. Ây da, dễ vậy. Chưa lơ rồi. Có khói em bỏ bên đây. Chỗ này thì cái cô này cả nhà, cổ không có để được, không dưỡng được cái tổ ong, cũng tiếc tổ ong này lắm cả nhà, nhưng mà con cái thì không có dưỡng được. Thì cổ kêu lấy luôn, lấy cho cô có ăn thì cô ăn, tại vì cô kêu mà. Rồi cô chú anh chị cũng thông cảm cho em nha. Em leo xuống cô chú ơi. Tỏ này thấp, cô cho mượn cái thang thì cũng nó dễ leo cô chú. Bởi vì nó dễ leo lắm. Chui ra cả nhà ơi, để em chui ra. Đây cô chú ơi, em bắt xuống xong rồi nè. Mà cái đầu mặt nó hơi bị khô rồi. Khô rồi. Còn được cốc uống nước trà thôi, cho chú 5 luôn à.
rồi dưới mới nhậu này cho cái năm ngâm rượu đây ha. Rồi cả nhà ơi, nói chung là cũng thắt thu cả nhà, cũng chăm chế nha, hôm nào đó Thận Vlog sẽ bù đáp lại. Rồi con về, con với anh Điệp về luôn chú ơi. Rồi. Cảm ơn cô chú nha. Hai con về luôn. Dạ. Rồi em về cả nhà ơi. Chị ơi, mấy anh em bữa nay thì về cũng tới nhà anh Điệp rồi nè cả nhà. Bây giờ ảnh soạn mặt ra. Đây nữa em Điệp. Đây em Điệp xách đi. Con né cái khác không? Con quay video vô nhà cái. Né đi, con chạy vô cái coi. Gái út của ảnh cưng lắm cả nhà. Ủa? Đúng rồi, gái út cũng như gái út mà. Con bắt âm lượng cho nhỏ kìa cơ. Quá trời luôn à cả nhà ơi. Trời ơi, giờ xe sáng chưa? Sáng rồi. Cô dì chú bác anh chị em nào mà có cần mà ngâm khoáng 2 hay là mà ông gì đó thì xin liên hệ với Thận nha. Thận gửi cho khoáng 2. Cái này em cũng có gửi tặng cho cô chú nữa. Còn cái này là cục mặt ông hồi nãy. Cái này là em không tặng nghe, cái này là em bán Mặt là mặt là em bán đó chứ. Cái này là cái cục nhỏ là mình bán. Đúng không? Đúng rồi. Còn cục bự mình tặng. đúng rồi. Vậy đúng rồi. Căng à ơi, căng cái này ơi căng. Thôi cục mặt này cô chú đẹp ghê luôn. Cục mặt này hình như chảy vậy nè nha. Nó có ra rồi. Để nè. Đâu không làm chảy. Ê lấy đừng anh đừng để ngoài, để mình để trong bọc. Quay cho khán giả xem một cái bên kia bên đây đi. Quá trời nó chảy rồi. Vậy anh lấy một cái bọc trong cái giỏ sách. Nó bị sao mà nó tràn lên chứ không phải là lủng bọc. Đi con lại lấy. Ây da. Đây. Nói chung là thành quả bữa nay trúng bánh. Bữa nay được hết tổng cộng luôn chắc cũng cỡ hơn 20kg ha anh Điệp. Tính như 13 lít nặng là nhiêu? 13 lít nặng là 20 mấy kg. 20 mấy ký lận. Rồi cô chú anh chị ơi, bữa nay thì clip của anh em tới đây nha cả nhà. Chúc cả nhà có một buổi chiều xem clip của em vui vẻ nha. Cô chú anh chị nào có muốn thấy clip của em hay hay là có yêu thích em thì cho em xin một lượt đăng ký và một lượt like nha cả nhà. Bây giờ thì em ở đây em sẽ dùng với bữa cơm với anh Điệp chắc buổi chiều này nữa, rồi các em cũng về bên Long An cô chú ơi. Bye bye cả nhà nha, hẹn gặp cả nhà trong những cái clip sau nha. Điệp chào cả nhà, cái Điệp ơi. Điệp mến gửi là chào cả nhà nha. Chúc cho cả nhà đồ một buổi tối xem clip của anh Thận Vlog luôn luôn có sức khỏe dồi dào, thành công trong cuộc sống. Bé đứng chào cô chú kìa. Con bye bye ông bà cái dễ lên. Bye bye ông bà. Chúc ông bà sao? Chúc ông bà sức khỏe. Thôi ôi gái từng ghê con, hồn cả nhà. Ông bà cái. Rồi bye bye cái cây. Cười bye bye ông bà cái kìa. Bye bye ông bà. Rồi cảm ơn cả nhà nha.